kính chào tất cả quý vị và các bạn. Khi chúng ta nhắc đến hay khi nghĩ đến những bến phà, thì hàng triệu người con dân miền Tây không thể không xao xuyến, không lớn lưu khi mà những con phà đang dần được thay thế bởi những cây cầu to lớn, hiện đại và hoành tráng hơn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những bến phà đang còn hoạt động. Trong số đó phải kể đến như bến phà An Hòa, cách không xa phà Vàm Cống cũ năm xưa mà chúng ta đang xem trong video clip, hay phà Đại Ngãi ở Sóc Trăng, cách đó không xa lại là phà An Thạnh 1 bắc có con sông Hậu, hay phà Vàm Đồn gần cầu Cổ Chiêng, phà Bình Khánh hay phà Cát Lái ở trên Sài Gòn, và rất nhiều những bến phà khác. Mỗi con phà đều gắn liền với một câu chuyện dài, chứng kiến những lịch sử không thể nào quên. Dẫu biết rằng quy luật phát triển của xã hội, của đất nước thì phà sẽ dần được thay thế bởi những cây cầu, nhưng bao người sẽ có những nỗi niềm bâng khuâng vì rồi đây sẽ không còn những chuyến phà tấp nập cả ngày lẫn đêm. Những chuyến phà đã đi vào với thi ca, đã đi vào ký ức bao thế hệ người con dân miền Tây. Một trong những bến phà nổi tiếng đã đi vào dị vãng đó là phà Cần Thơ. Phà Cần Thơ năm xưa mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người đi qua lại, nhưng rất ít người trong số đó biết về lai lịch của bến phà nổi tiếng này. Từ những năm đầu thế kỷ 20, khi mà hệ thống giao thông đường bộ ở Nam Kỳ được mở rộng, trong đó có cả phà Mỹ Thuận, thì người Pháp đã bắt đầu xây nên bến tàu và bungalow. Bungalow là một dạng nhà ở nhỏ riêng biệt, có cơ cấu, công năng đơn giản và cơ động, để cho một số tàu bè ra vào buôn bán, giao thương ở các tỉnh Nam sông Hậu. Và đến năm 1915, toàn quyền Đông Dương ra nghị định cho đắp lộ đá từ Sài Gòn đi Cần Thơ, Rạch Giá. Đồng thời, trong giai đoạn khoảng từ năm 1914 đến năm 1918, thì việc xây dựng các bến phà hay phà Cần Thơ cũng được người Pháp tiến hành. Từ khi xây dựng phà Cần Thơ và đi vào hoạt động, đường bộ từ Cần Thơ đi Sóc Trăng, Long Xuyên, Vĩnh Long cũng được đắp và hoàn chỉnh hơn nhiều. Địa điểm ban đầu của phà Cần Thơ, theo nhiều tài liệu ghi chép, thì bến đặt ngay tại bờ sông thuộc rạch Khai Luông và nay là gần cầu Ninh Kiều. Và dần dần sau này, bến phà được rời về địa điểm như hiện nay mà chúng ta đã biết. Phà Cần Thơ ngang qua sông Hậu dài 1.840m. Trong đó, phía Cần Thơ đường dẫn lên phà tại phường Cái Khế, còn phía bờ Vĩnh Long, thường gọi là bờ Bắc, đặt tại thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh. Theo nhiều cụ già cao tuổi kể lại, thì vào những năm 1946 đến năm 1950, tại bến phà Cần Thơ chỉ có 6 chiếc phà nhỏ, mui trần. Mỗi chiếc phà chỉ chở được 2 xe đò, và trên mỗi chiếc phà thường chỉ có 6 nhân viên phục vụ. Thời gian hoạt động cũng chỉ từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm mỗi ngày. Trong cuốn Hồi ký Sơn Nam, tác giả của cuốn hồi ký đó có kể lại rằng lúc nhỏ ông có dịp xuống phà đi chơi, thấy ở bờ sông có ngôi miếu nhỏ thờ Thủy Long, ở dưới hầm máy thì có trang thờ Thủy Long. Người coi lái phà thì ngồi ở trên mui cao, còn thợ máy thì làm việc ở dưới hầm tối om om để theo dõi vận hành máy. Mỗi lần nghe tiếng kẽng len keng là hiệu lệnh của tài công, tức là hoa tiêu, nó có vai trò như là hải đăng ở ngoài biển. Người thợ máy vội vàng nắm lấy cái cần điều khiển, giảm tốc độ để phà đi từ từ vào trong bờ. Theo thời gian thì bến phà Cần Thơ được đầu tư nhiều trang bị hiện đại hơn, phà có tải trọng từ 100 đến 200 tấn các loại, thời gian hoạt động cũng thông suốt 24 trên 24 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển giao thông trong những năm qua, đặc biệt là những ngày lễ Tết, phà luôn bị kẹt xe nhiều giờ. Và theo quy luật phát triển thì sứ mệnh của phà Cần Thơ cũng đã phải chấm dứt để mở ra một trang sử mới, một cây cầu cho vùng Nam sông Hậu. Nhưng với người Cần Thơ, phà Cần Thơ là một kỷ niệm gắn với dòng sông, bến nước, với vùng quê miệt vườn rợp mát, cây trái xum xê. Và như chúng ta ai cũng đã biết, phà Cần Thơ đã được thay thế bởi cây cầu Cần Thơ hiện hữu. Cầu Cần Thơ là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á lúc bấy giờ, với chiều dài nhịp chính là 550m, được xây dựng bằng nguồn viện trợ phát triển chính thức ODA của chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam, do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm đại diện chủ đầu tư. Tổng chiều dài toàn tuyến là 15,85 km, bao gồm phần đường dẫn vào cầu Vĩnh Long. Cái cầu phía Vĩnh Long là nó dài 5,41 km nha các bạn nha. Và phần cầu chính và nhịp dẫn của cầu chính dài 2,75 km. Và phần đường dẫn vào cầu ở phía Cần Thơ dài 7,69 km. Quy mô mặt cắt ngang cầu có chiều rộng là 23,1 m, bao gồm 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,5 m và 2 lề bộ hành, mỗi lề rộng 2,75 m. Độ tĩnh không thông thuyền cao 39 m với chiều rộng tĩnh không là 200 m, đảm bảo cho tàu có tải trọng 10.000 tấn lưu thông qua lại.
Các bạn đừng quên bấm like video, bấm subscribe và bật quả chuông để ủng hộ kênh Conan TV ngày càng phát triển nhé. Với vai trò là một thành phố trung tâm, là động lực phát triển của toàn vùng, vai trò của một cực phát triển thuộc vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và là một thành phố loại 1 trực thuộc trung ương, thành phố Cần Thơ với xuất phát điểm cũng khá thấp sẽ cần phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong tương lai. Trong đó, đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng được xem là lĩnh vực cơ bản, then chốt, mang tính quyết định đến sự phát triển chung của thành phố. Do đó, trước mắt, việc cầu Cần Thơ đưa vào khai thác đó là một động lực thúc đẩy sự phát triển của cầu Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Về lợi ích giao thông vận tải thì rõ ràng sau khi cầu Cần Thơ đi vào khai thác và hoạt động thì nó đã rút ngắn cái thời gian vận chuyển hàng hóa đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Đồng thời không còn cảnh kẹt xe hàng giờ ở bến phà vào lúc cao điểm lễ Tết, từ đó đã tiết kiệm đáng kể thời gian, nhiên liệu và chi phí vận tải. Về lợi ích kinh tế thì khi có cầu Cần Thơ, thời gian vận chuyển hàng hóa, nông sản, thủy sản, hải sản từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lên thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại và các khu vực lân cận đã nhanh chóng hơn, tươi sống hơn, giá rẻ hơn, xuất khẩu được nhiều hơn, đồng thời chi phí vận tải cũng đã giảm, sẽ kéo theo giá thành sản phẩm giảm và tăng khả năng cạnh tranh hơn. Như chúng ta đã biết, ngoài cây cầu Cần Thơ thì còn có những cây cầu khác như cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh hay cầu Mỹ Thuận cũng có vai trò tương đương. Và giờ đây, với dự án cao tốc Bắc Nam đang được triển khai thì những tuyến đường cao tốc, những cây cầu cao tốc đang được triển khai thi công sẽ là động lực để miền Tây phát triển giàu mạnh hơn nữa trong một tương lai không xa. Khi tạm gác lại những mặt trái, những tiêu cực trong xã hội thì chúng ta hoàn toàn có thể lạc quan với sự phát triển như hiện tại. Các bạn hãy theo dõi kênh Conan TV để cập nhật những thông tin, tình hình thi công của các dự án giao thông trọng điểm nhé. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.